ăn uống như thế nào để đủ chất nuôi cái ngũ tạng của cơ thể chúng ta. Chủ đề ăn uống thì nó rất là rộng lớn. Hôm nay Quang Vinh xin đề cập một chút nhỏ về cái khía cạnh đó thôi. Thế thì như quý cô bác anh chị cũng biết, đó là cơ thể chúng ta có 5 tạng, người ta gọi là ngũ tạng đấy. Tâm, can, tỳ, phế, thận. Tương ứng với cái tính vị của nó là có 5 cái tính vị, đó là chua, cay, mặn, ngọt, đắng. Những thực phẩm quý vị ăn uống nó phải có đa dạng và đầy đủ 5 cái tính vị, đó là chua, cay, mặn, ngọt, đắng. Đúng không ạ? Để nó nuôi 5 cái tạng trong cơ thể, đó là tâm, can, tỳ, phế, thận. Nó như rằng là, Quang Vinh ví dụ, gia đình quý cô bác anh chị có 5 người con, và 5 người này có cái khẩu vị khác nhau. Họ thích ăn 5 cái món khác nhau, khẩu vị khác nhau. Người thì thích ăn chay, người thì thích ăn mặn, người thì thích ăn thịt, người thì thích ăn cá, người thì thích ăn tôm, cua. Khi quý vị nấu ăn một bữa thì quý vị, không phải một bữa đâu mà khi quý vị nấu ăn thì quý vị chỉ đưa ra ăn có 2 món thôi. Đấy, ngày này qua ngày khác. Thế thì chỉ có 2 người con mà hợp với 2 món đó được ăn được thôi, còn những 3 người con còn lại thì họ không ăn được. Thì lâu dần họ sẽ sinh ra các cái vấn đề, khi một người được ăn và một người không được ăn thì sẽ xảy ra những cái mâu thuẫn. Xảy ra những cái mâu thuẫn và những cái vấn đề của họ. Những người được ăn thì ngày càng béo lên, những người không được ăn thì ngày càng gầy đi và xảy ra những cái mâu thuẫn. Thì tương ứng với trong cơ thể của cô bác anh chị cũng như vậy. Của cô bác anh chị ăn không đủ ngũ vị thì một số các cái bộ phận trong năm cái tạng đó được nuôi dưỡng thôi, còn một số các cái tạng mà quý vị ăn không đủ chất của nó thì nó không được nuôi dưỡng. Thì nó sẽ xảy ra những cái vấn đề nó không điều hòa, điều tiết được cái cơ thể của quý vị và sinh ra các cái triệu chứng của bệnh tật cũng như là suy giảm sức khỏe. Như quý vị cũng biết, can, mộc thì tương ứng với tính vị là chua, tỳ, thổ thì tương ứng với tính vị là ngọt, tâm, hỏa thì tương ứng với quý vị là tính vị là đắng, phế, kim thì tương ứng với tính vị là cay, và thận, thủy thì tương ứng với tính vị là mặn. Bởi vậy nên quý vị phải ăn đầy đủ, có chua, cay, mặn, ngọt, đắng. Còn mình thấy rằng là cái ăn uống của người Việt Nam mình rất là tinh tế. Như quý vị đi ăn một bát phở cũng như vậy thôi. Quý vị thấy rằng là trong cái bát phở thì nước của nó đã có mặn, có ngọt, đúng không ạ? Ngọt từ thịt thấm xương, mặn từ gia vị, từ muối. Rồi trên bàn ăn thì người ta để sẵn cho quý vị có chanh là chua, có ớt, cay là kim đó, đúng không ạ? Có đắng là những cái lá húng rau thơm, là có tính vị đắng. Thì quý cô bác anh chị để ý trong cuộc sống, trong chế độ ăn uống của quý cô bác anh chị xem xưa đến nay, quý cô bác anh chị có kiêng chua, kiêng cay không? Thường là Quang Vinh thấy rằng là chua cay là hai cái thứ vị mà quý vị kiêng nhiều, tránh ăn. Thế nhưng mà chua và cay, tạng can và tạng phế đó, thì quý cô bác anh chị lưu ý để điều chỉnh cho nó phù hợp, cho nó phù hợp. Thiếu cái gì chúng ta bổ sung vào cái chế độ ăn uống của chúng ta đi ạ. Cay không nhất thiết phải là ớt, và những cái rau thơm nó cũng có tính cay. Rồi là một số đắng, ví dụ như là mướp đắng cũng có đắng ha. Rồi là ví dụ như là cái gia vị như gừng cũng có tính cay đó. Quý vị anh chị để ý một chút và quý vị anh chị điều chỉnh lại cái chế độ ăn uống của mình để cho ngũ tạng được nuôi dưỡng đầy đủ và được điều hòa. Đấy. Khi nó thiếu thì nó sẽ lệch lạc. Một số quý cô bác anh chị bị căn bệnh dạ dày, còn mình có tư vấn rằng là quý cô bác anh chị nên ăn thêm chua và đi, thì quý cô bác anh chị nói rằng là bơ bệnh dạ dày thì phải kiêng chua ăn vào khó chịu lắm đó. Thế nhưng thực tế thì sao? Khi quý cô bác anh chị kiêng chua thì cái tạng can của quý cô bác anh chị nó sẽ được kém nuôi dưỡng. Mà can mộc thì nó khắc tỳ thổ, khi nó kém như thế nó không khắc được thì tỳ thổ nó vùng dậy, có khi là gan của quý cô bác anh chị sẽ lại càng hại, và cái tỳ nó hoạt động quá đáng có thể sinh ra các cái vấn đề về bệnh tật, về đường ruột, về tiêu hóa. Quý cô bác anh chị sẽ lưu ý rằng là ngũ tạng nó có tương sinh và tương khắc. Thì khi quý cô bác anh chị ăn uống cũng vậy, chị để ý chúng ta đừng có ví dụ tập trung vào một cái vị chúng ta ăn nhiều quá. Ví dụ có người thích chua, nó ăn rất nhiều chua đến mức nó bị quá đi, thì chua tương ứng với can mộc thì khắc tỳ thổ, thì có thể quý vị sẽ gặp phải những cái vấn đề về tiêu hóa đó. Hoặc là quý vị ăn cay nhiều quá, quý vị thích ăn cay, quý vị ăn cay nhiều quá thì cay tương ứng với phế, tương ứng với kim thì khắc mộc, tương ứng với là gan quý vị sẽ gặp vấn đề. Đấy. Bằng chứng là khi quý vị ăn cay nhiều quá thì có thể là nổi mụn, không à, mẩn ngứa, nóng trong người, khó chịu đó.
đó, tương ứng với nó cái việc là tương khắc nó lại quá đáng rồi. Cho nên là quý vị ăn uống, quý vị lưu ý cho Quang Vinh điều hòa thôi. Mình một, quý vị, Quang Vinh nhắc lại cho quý cô bác anh chị nhá, tổng kết lại đó là thứ nhất là chúng ta ăn uống làm sao cho nó đầy đủ các cái tinh vị, tương ứng với năm tạng, đó là chua, cay, mặn, ngọt, đắng. Không nhất thiết trong một bữa ăn quý vị phải ăn đầy đủ năm cái vị này, nhưng trong cuộc sống bữa này bữa kia quý vị nên thiếu cái gì quý vị nên bổ sung lại, bổ sung lại. Đấy, theo thời gian, bởi vì cơ thể chúng ta can nó có khả năng tích trữ mà. Không nhất thiết chúng ta phải ăn một bữa đầy đủ năm vị. Hôm nay quý vị ăn thiếu chua nhưng ngày mai, ngày kia quý vị ăn chua vào rồi, nó sẽ tích trữ lại cho quý vị. Đó. Và điều thứ hai là quý vị nên nhớ rằng là nó có tính ngũ tạng có tính tương khắc, nên quý vị ăn uống điều hòa thôi, đừng có thiên về một cái gì quá mức mà chúng ta ăn nhiều. Đó. Thế thì hôm nay Quang Vinh chia sẻ một cái bí quyết nhỏ nhưng không hẳn rằng Quang Vinh không nghĩ rằng không phải ai cũng biết được, đó là chúng ta ăn uống nuôi ngũ tạng và đầy đủ năm cái vị như vậy. Thì hy vọng rằng đóng góp một chút gì đó vào kiến thức bảo vệ sức khỏe chủ động của cô bác quả quý cô bác anh chị. Đó. Nếu quý vị cô bác anh chị thấy hay thì hãy cho Quang Vinh một thích, một like và đăng ký kênh ủng hộ Nam Dược Quang Vinh, cũng như rằng là Quang Vinh có động lực để làm tiếp những cái clip tiếp theo để chia sẻ tới quý cô bác anh chị. Và khi clip lên sóng thì các bác anh chị sẽ có được cái thông báo để các bác anh chị theo dõi. Thưa quý các bác anh chị, các cụ thường nói sức khỏe là vàng. Đấy, khi có bệnh tật rồi thì chúng ta mới thấy được cái câu này thật là thấm thía. Sức khỏe thực sự là vàng, có sức khỏe là có tất cả. Mà sức khỏe thì ở đâu ra? Sức khỏe thì do chính chúng ta, mỗi người chúng ta. Vậy chúng ta hãy trang bị cái kiến thức về lĩnh vực sức khỏe này cho thật đầy đủ để chúng ta bảo vệ chính bản thân mình và người thân trong gia đình cũng như cộng đồng của chúng ta. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi clip và ủng hộ Nam Dược Quang Vinh. Quang Vinh xin chúc cho quý cô bác anh chị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.